Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tờ Le Monde của Pháp ngày 11 tháng 6 đưa tin hàng chục nghìn người dân tại một số thành phố trên khắp nước Pháp đã kéo xuống đường biểu tình trong tối hôm trước sau khi Đảng Tập hợp Quốc gia RN, trước đây là Đảng Mặt trận Quốc gia, theo đường lối cực hữu thắng thế trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu EP và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố giải tán quốc hội một ngày trước đó. Cảnh sát Paris cho biết khoảng 3.000 người đã tập trung tại quảng trường Cộng hòa ở Paris vào lúc 20 giờ ngày 10 tháng 6, hô vang khẩu hiệu biểu tình. Cờ Palestine cùng cờ của các liên đoàn lao động Pháp như Liên đoàn Công nhân Tổng hợp CGT và Liên đoàn Sinh viên Quốc gia Pháp UNFF hòa lẫn trong đám đông. Đáng lưu ý, theo Le Monde, một số chính trị gia Pháp cũng tham gia cuộc biểu tình này. Sau khi rời khỏi quảng trường Cộng Hòa vào lúc 22 giờ cùng ngày, hàng nghìn người biểu tình đã tiến về trụ sở của Đảng Xanh, nơi các đảng cánh tả đang họp bàn để đạt được thỏa thuận cho cuộc bầu cử lập pháp sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy 3 tuần tới. Tại thành phố Toulouse, tình hình nghiêm trọng hơn khi có tới 6.200 người tham gia biểu tình. Các vụ xô xát đã nổ ra, người biểu tình đập vỡ cửa sổ của các cửa hàng và đốt thùng rác. AFP đã ghi nhận ít nhất là hai vụ bắt giữ cảnh sát phải dùng tới hơi cay để giải tán đám đông. Hàng nghìn người dân Pháp cũng tập trung biểu tình ở các thành phố Nantes, 4.400 người, Rennes, 4.000 người, Lyon, 2.800 người, Grenoble, 1.800 người, Montpellier, saint Etienne và Besancon, 1.000 người, và Rouen, 800 người, đi kèm với các hành vi quá khích như đốt thùng rác dọc các con đường mà họ đi qua. Theo hãng tin Reuters, các đoạn video được ghi lại tại hiện trường cho thấy dòng người biểu tình tuần hành tại Pháp ném đuốc và bị cảnh sát truy đuổi. Giữa bối cảnh hỗn loạn ở Pháp, tờ Politico cho biết Điện Elize tuyên bố ông Macron không có ý định từ chức ngay cả khi kết quả các cuộc bầu cử quốc hội sắp tới không có lợi cho ông. Đảng RN hoan nghênh quyết định bầu cử sớm của Tổng thống Macron tin rằng họ sẽ giành chiến thắng và đã lựa chọn sẵn ông Bardella, chính trị gia trẻ có đường lối cực hữu, làm thủ tướng. Theo giới quan sát, đây là một ván cược đầy mạo hiểm của ông Macron, Tổng thống Pháp cho rằng cử tri có thể tức giận với ông, điều đã được thể hiện trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, nhưng sẽ không sẵn lòng cho phép một chính trị gia cực hữu đứng đầu chính phủ mới. Alain Duhamel, người từng viết sách về tổng thống Macron, nói về quyết định giải tán quốc hội và bầu cử sớm rằng, giống hầu hết mọi người, tôi rất ngạc nhiên. Đó không phải là sự điên rồ hay tuyệt vọng, nhưng là quyết định rủi ro rất lớn từ người đàn ông thích trở thành tâm điểm của mọi thứ. Theo AFP nếu đảng cực hữu RN giành đa số ở Quốc hội Pháp sau cuộc bầu cử, ông Macron vẫn nắm quyền quyết định chính sách đối ngoại và quốc phòng, nhưng sẽ đánh mất quyền quyết định chính sách trong nước, bao gồm cả chính sách an ninh quốc gia và kinh tế. Theo RT, xe tăng M1 Abrams tiếp tục trở thành mục tiêu bị các đơn vị UAV Nga săn lùng ở Ukraine. Trong đoạn video được các binh sĩ Nga đăng tải trên Telegram cho thấy, xe tăng do Mỹ chế tạo bị bốc cháy và phá hủy sau cuộc tấn công của hai UAV cảm tử. Cũng theo đoạn video trên, chiếc M1 của Ukraine di chuyển đơn độc trên một con đường vào ban đêm thì bị UAV FPV Nga tập kích, buộc kíp lái phải bỏ xe. Đến sáng, phía Nga tiếp tục sử dụng một UAV khác để tấn công xe tăng nhằm chắc chắn loại nó khỏi vòng chiến. Từ đoạn video trên, RT ước tính Ukraine đã mất hơn 10 xe tăng trong tổng số 31 chiếc M1 Abrams được Mỹ viện trợ vào giữa năm ngoái. Washington cam kết sẽ cung cấp khoảng 31 xe tăng M1 Abrams và một số xe công binh M1150 trong năm 2023 nhằm giúp Kiev chuẩn bị cho chiến dịch phản công mùa hè. Tuy nhiên, chiến dịch này thất bại hoàn toàn trước khi Abrams kịp ra trận. M1 Abrams chính thức tham chiến ở Ukraine được cho là vào tháng 2 khi Kiev đứng trước nguy cơ mất thành phố chiến lược Adipka. Tuy nhiên, việc triển khai các lữ đoàn cơ giới do NATO huấn luyện không thể giúp Kiev giành lại Adipka. Trước khi M1 Abrams liên tiếp bị UAV Nga săn lùng và phá hủy, quân đội Ukraine cũng tiến hành sửa đổi cũng như nâng cấp hệ thống giáp bảo vệ cho những chiếc xe tăng này. Dù vậy, hiệu quả mang lại không quá lớn khi Abrams tiếp tục bị bắn hạ. Trong một phỏng vấn với CNN gần đây, các binh sĩ Ukraine đang vận hành Abrams cho biết những chiếc xe tăng M1 họ điều khiển không được trang bị giáp đủ tốt, bên cạnh đó là thiếu thốn đạn dược. Một binh sĩ thuộc lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine đóng quân tại Donbass, có biệt danh là Joker, nói với CNN rằng lớp giáp của Abrams không đủ để bảo vệ được kíp lái. Thực sự hiện tại là cuộc chiến của máy bay không người lái. Vì vậy nên bây giờ, khi xe tăng xuất hiện, đối phương luôn cố gắng tấn công nó. Lữ đoàn 47 là đơn vị Ukraine duy nhất vận hành xe tăng Abrams. Theo quan sát của CNN, lữ đoàn này hiện đang nghiên cứu thực hiện những cải tiến tại chỗ cho xe tăng M1A1, bao gồm lắp thêm hộp thép phản ứng nổ cũng như các khung chống UAV. Phương tiện chiến đấu của Mỹ đã trở thành mục tiêu ưa thích của binh sĩ Nga. Họ dường như đang tích cực săn lùng những gã khổng lồ bọc thép này. Giờ đây, các báo cáo về việc xe tăng Abrams bị phá hủy liên tục xuất hiện trong các bản cập nhật của Bộ Quốc phòng Nga. M1 Abrams là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ ba được lục quân và thủy quân lục chiến Mỹ sử dụng. Tuy nhiên hiện nay thủy quân lục chiến Mỹ đã loại khỏi biên chế. Theo hãng tin The Spiegel, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhiều nước phương Tây được cho là thất vọng trước việc Trung Quốc quyết định không tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình cho Ukraine theo đề xuất của Kiev. Cũng theo The Spiegel, ngay cả thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng có động thái vận động muốn Trung Quốc tham dự thượng đỉnh hòa bình, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ phía Bắc Kinh. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình cho Ukraine dự kiến diễn ra vào cuối tuần tới, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6, tại khu nghỉ dưỡng Bugenstock ở Thụy Sĩ và sẽ dành riêng cho các cuộc thảo luận xung quanh giải pháp hòa bình mới bước do ông Zelensky đề xuất, trong đó bao gồm các yêu cầu Nga rút hoàn toàn lực lượng tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng, thực hiện bồi thường chiến tranh và mở một tòa án quốc tế xét xử giới lãnh đạo Nga. Dự kiến sẽ có hơn 160 phái đoàn, gồm các nước, tổ chức đã được mời tham dự sự kiện tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, Nga không nhận được lời mời như vậy và cho biết rằng Moscow sẽ không tham dự hội nghị ngay cả khi được mời. Bộ ngoại giao Nga cũng lên tiếng phản đối giải pháp hòa bình 10 bước do ông Zelensky đề xuất và mô tả hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ là vô lý và không có triển vọng. Cuối tháng trước, Trung Quốc cũng xác nhận rằng họ sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh, trong khi ngoại trưởng Trung Quốc vừa nghị cho rằng một hội nghị như vậy thiếu ba yếu tố quan trọng. Sự công nhận sự kiện này của cả Moscow và Kiev sự tham gia bình đẳng của tất cả các nước, các bên và một cuộc thảo luận công bằng về tất cả các đề xuất hòa bình. Der Spiegel dẫn lời một quan chức chính phủ Đức cho biết, sự rõ ràng và đúng thời điểm trong quyết định bỏ qua sự kiện này của Trung Quốc được ông Zelensky và phía Đức giải thích là kỳ lạ và không thân thiện. Tờ báo này lưu ý rằng, nếu Trung Quốc cử ít nhất một đặc phái viên, thì điều đó sẽ khiến hội nghị thượng đỉnh có sức nặng hơn đáng kể. Hội nghị cũng bị một số quốc gia Mỹ Latin khác, bao gồm cả Argentina và Mexico từ chối, và yêu cầu các cuộc đàm phán về hòa bình nên có cả hai bên xung đột tham gia. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhắc lại rằng Moscow vẫn sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng, nhưng nhấn mạnh những yêu cầu vô lý không thể làm cơ sở cho bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào. Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc và Mỹ đã hoàn tất việc ra soát tài liệu về nguyên tắc chung nhằm tăng cường chính sách gian đe hạt nhân của hai nước đồng minh này. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc phụ trách chính sách ông Cho Chang Rae và Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách không gian ông Vipin Narang đã chủ trì cuộc họp thứ ba của nhóm tham vấn hạt nhân song phương NCG tại Seoul. Thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hai bên nhất trí rằng các nguyên tắc chỉ đạo chung sẽ cung cấp cơ sở vững chắc để tăng cường hợp tác cho hệ thống gian đe mở rộng Mỹ-Hàn Quốc. NCG được thành lập theo tuyên bố Washington mà tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-yeol và tổng thống Mỹ Joe Biden thông qua trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Washington hồi tháng 4 năm 2023, trong khuôn khổ các nỗ lực nhằm tăng cường hệ thống răn đe mở rộng. Hệ thống răn đe mở rộng đề cập cam kết của Mỹ sử dụng toàn bộ năng lực quân sự bao gồm cả vũ khí hạt nhân để bảo vệ đồng minh. Hai cuộc họp đầu tiên do hội đồng an ninh quốc gia của hai nước chủ trì trước khi hai nước nhất trí NCG ngoài ra phía hàn quốc và mỹ cũng đã soạn thảo các hướng dẫn mới liên quan việc phối hợp ứng phó trước bất kỳ mối đe dọa hạt nhân nào từ phía cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên reuters dẫn tuyên bố chung của cuộc đối thoại kín giữa mỹ và hàn quốc về vấn đề này cho biết tài liệu hướng dẫn mới liệt kê những nguyên tắc và quy trình nhằm duy trì và củng cố chính sách gian đe hạt nhân một cách đáng tin cậy và hiệu quả cuộc họp của nhóm tư vấn hạt nhân được tổ chức trong bối cảnh triều tiên đang tăng tốc nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân và các hệ thống phóng tên lửa một số chính khách Hàn Quốc, bao gồm các thành viên kỳ cựu của Đảng cầm quyền, kêu gọi chính quyền Seoul phát triển vũ khí hạt nhân của nước này thay vì dựa vào chiếc ô hạt nhân của Mỹ. Tuy nhiên, Washington phản đối khả năng cho phép đồng minh Hàn Quốc sở hữu vũ khí hạt nhân. Sự kiện này được tổ chức theo sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hàn hồi năm ngoái, khi đó Washington hứa hẹn sẽ cung cấp cho Seoul thông tin rõ ràng hơn về kế hoạch hạt nhân trong trường hợp bất ngờ nổ ra xung đột với Triều Tiên. Ông Vipin Narang quyền trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về chính sách không gian cho biết, tài liệu hướng dẫn nhằm thiết lập cơ cấu quy định cách thức các quốc gia đồng minh sử dụng năng lực quy ước lẫn hạt nhân với mục tiêu cuối cùng là cung cấp cho lãnh đạo mỗi quốc gia khi xảy ra khủng hoảng. Ông Cho Chang Re, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc về chính sách cho biết, các quan chức cấp cao của hai nước sẽ tham gia cuộc diễn tập mô phỏng trên sa bàn trước khi tổ chức tập trận chung vào mùa hè. Mục đích của diễn tập là ứng phó kịch bản Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân.